Alo, vâng, như vậy chúng ta đến với trận đấu bản lề trong C1 nào. Vâng, như vậy trận vừa nãy thì AC của mình là lên hơi muộn và mất cánh hơi sớm. Em lưu clip đang này chị nhỉ? Vâng, như vậy là trận thi đấu thứ 3. Quân, như vậy là 1 pơ. Hoàng Mai Nhi cầm pơ rồi. Vâng, như vậy trận thi đấu thứ 3, Quân bên mình có một pơ Greek Roman Egypt. Bên kia với bạn là Quân dường như là, vâng, như vậy là có 3 tuyển Phoenician, Hitti, Yamato và Minoan. Như trọng thế trận này thì quân đội bạn dễ đánh hơn. Bên mình có pơ tuyển và vâng, Rome Egypt. Như vậy là cũng tốt. Vâng, như vậy là màn hình máy của Pơ, như vậy là có 3 voi rồi. Như vậy đang câu con voi đầu tiên. Như vậy Pơ có 3 voi và nhiều động vật nên là tôi thấy yên tâm. Nhưng mà thế này là Pơ lại xuôi trong gách. Có lẽ là một tơn dâng lờ lên của Persian. Vâng, như vậy là rất nhiều voi trong bài Pơ này. Vâng, chúng ta cũng đảo qua màn hình máy khác. Lát nữa chúng ta sẽ xem màn hình của Hoàng Mai Nhi sau. Như vậy là bài, đây là Greek đầu cánh. Bài Greek đầu cánh này, còn bài Greek như này là, vâng, đây là màn hình máy của Ngọc Sơn. Trận này bên phía mình thì rất nhiều voi, nhà nào cũng ít nhất là 3 voi rồi. Dường như nhà Ngọc Sơn này rừng không được đẹp lắm. Vâng, như vậy là có 2 cánh rừng, một rừng già và rừng thông kẹp vào đây. Có lẽ là một lát nữa là nên làm một chiếc ABS ở trong góc 6 giờ. Xe máy của Hoàng Mai Nhi nào. Vâng, là còn một con dân rất đỏ tiết. Vâng, rất, vâng, khá là đau tim trong tơn vừa nãy. Vâng, như là anh tìm thêm một bãi quả phụ, có thể là lấy lực ăn hoang một lát sau. Dân vào pơ kích 70 với 2-3 dân. Vâng, như vậy là chủ động cắt dân lên dâng lờ rất cao, rất sớm. Một bài pơ này lực rất khỏe. Vẫn còn là một bầy hươu và một bãi quả. Như vậy là bầy hươu 6. Đào quát nào, anh máy tí xem nào. Vâng, như vậy là bài này các game thủ mình ăn toàn voi thôi.
Sẽ trở lại màn hình máy của Hoàng Mai Nhi. Xem anh Lưng Dâng Lờ sẽ gặp nhà nào trên góc 12 giờ. Theo thông tin báo về của Roby là màu 8 sẽ đầu cánh của Ngọc Sơn, người cầm Egypt. Màu 8 Tịnh Văn là cầm Minwan. Vậy là xem Roby nào. Roby vẫn vậy là hai bên mình Dâng Lờ. Cú xe máy của Hoàng Mai Nhi, một bài lên sớm của anh Bách. Còn là anh Bách sẽ on hit một nhà ở trên góc 12 giờ và vòng xuống đánh nhà trong cánh luôn. Cú như là vẫn còn thêm một bầy hươu nữa. Như là phát hiện ra nhà của màu 6. Vâng, giò là mình cho gấp. Như vậy là màu 6 quyết định đánh giò trở về thủ. Vâng, giò đối bạn là chưa công chưa giáp. Vâng, ăn một dân đã rồi quay lại thi đấu với con giò. Vâng, như vậy là chưa làm hại được gì nhà của màu 6. Màu 6 quyết định đánh giò thủ. Không biết bãi vàng của anh Bách đã bo lại chưa. Xe máy của MOBA nào, Nobi. Vâng, là Nobi vẫn chưa nhỉ. Tại Pearl lên sớm quá. Vâng, như là Nobi gặp nhà màu 5. Màu 5 là Gunny Phonesian. Vâng, vậy là thịt ngay hai con dân này. Giò mình là đầy đủ công giáp. Vâng, như vậy là có lẽ là có một cái hốc bên trong nhà của Gunny. Không biết chạy xuống dưới vòng này từ 6 giờ lên có còn hở không. Khi mà dường như là rừng này không phải dài, dường như một thế nhà không đẹp của Phonesian. Chỉ là bo chặn giò thôi. Người phát hiện ra một đạo dân ăn hoang. Mà là máy của anh Bách. Người đang như là có một đơn quay xuống nhà ốp đánh nhà của Gunny. Vâng, 7E. Vâng, pha 7E hay của Hoàng Mai Nhi. Vâng, màu 5 vẫn chưa có bánh xe. Vâng, như vậy chắc chắn 5 sẽ chết tờ này. Vâng, vẫn lọt bài gỗ. Vâng, như vậy là sẽ chết nhà màu 5. Vâng, vẫn chưa có bánh xe cho Phonesian của Gunny. Gunny có lẽ là sẽ không thi đấu trong trận này. Vâng, còn một bãi quả ăn hoang nữa. Chúng ta cùng xem máy của Ngọc Sơn Egypt nào. Rồi timeline vẫn chưa có. Vâng, đang sóc tân cung đầu tiên rồi. Là dừng là rồi, thêm một cái ruộng nữa, thêm một cái e nữa cho kín khoanh ruộng lại. Máy Nobi nào. Vâng, như vậy là Nobi. Vâng, 1.E. Như vậy là trong trận này chém đội mình chém rất hay. Màu 8, màu 5 mà trận này đã bay rồi. Sao nào màn hình máy của tí. Vừa đây chưa soi. Vâng, như vậy là quyết định chơi P. Chơi P vào nhà người cầm Yamato. Như là 1P của Yamato. Trận này thấy rất ít quân của bạn. Như vậy là Gunny đã đi sai. Còn một trận lên đời sớm của Pearl. Và màu 3 cũng chém rất tốt trong trận này. Tỷ số là 2-1 cho các game thủ bên phía Hà Nam. Được một bài Hoàng Mai Nhi cầm Pearl. Lao thảo vào trong góc chém ngay Gunny. Một tuần rất bất ngờ.
Ba lô